Thưa quý vị, theo thống kê, lực lượng lao động đang làm việc trong quý 2 năm 2023 tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, nhưng thị trường lao động việc làm vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, chủ yếu do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động vẫn tăng. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức, nhất là đối với sinh viên, học viên các trường nghề, đại học, cao đẳng đang sắp sửa gia nhập thị trường lao động. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp thực sự là cần thiết nhằm giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường. Thời gian này là thời điểm sinh viên tốt nghiệp và ra trường, gia nhập vào thị trường lao động. Thời gian qua, nhiều địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng đã chủ động tổ chức các phiên chợ việc làm, cũng như các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động nhằm tạo cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp. Ở tại cái giảng đường trên trường thì các bạn đã được học bằng lý thuyết rất nhiều, các bạn chưa có cơ hội va chạm với doanh nghiệp, cho nên khi mà về với doanh nghiệp thì các bạn lại rất bỡ ngỡ. Cho nên cái mà bên doanh nhân cần rất cần ở đối với thanh niên và sinh viên là trong môi trường các bạn học thì các bạn cần phải có thời gian để cùng với doanh nghiệp trải nghiệm ở doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh hiện nay, sự gắn kết chặt chẽ giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp thực sự là cần thiết nhằm giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như giảm tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường. Chúng tôi lại liên kết một cách chặt chẽ hơn nữa, liên kết với nhiều doanh nghiệp mà doanh nghiệp nó là một vế không thể thiếu của nhà trường trong quá trình đào tạo. Có nghĩa là ngay cả khi thực tập thì các em cũng được thực tập theo đúng cái chương trình mà được hoạch định ở nhà trường. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lao động trẻ đang làm việc hiện nay có nguy cơ mất việc cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15 đến 24 tuổi quý 2 năm 2023 là 7,41%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,6%, cao hơn 3,31 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn và vẫn đang có xu hướng tăng. Điều này cho thấy thị trường lao động đang có những đòi hỏi khắt khe hơn dưới áp lực của nền kinh tế và sự tăng tốc của chuyển đổi số. Trước cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, rồi là cái áp lực mà cạnh tranh giữa cái AI, trí tuệ nhân tạo tạo ra, thì tôi cho rằng là cái việc phát triển đào tạo kỹ năng mềm, nâng cao tay nghề cho người lao động là hết sức cần thiết, bởi vì nó là không những là nhu cầu của doanh nghiệp mà nó là nhu cầu của bản thân. Dù chịu áp lực từ thị trường, tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế, lao động có kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số sẽ không dễ bị mất việc làm. Vì vậy, bên cạnh sự gắn kết giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, bản thân người lao động cần thường xuyên chủ động nâng cao kỹ năng để thích ứng linh hoạt với thị trường.